Chào các bạn đến với video bonus ngày hôm nay. Video bonus ngày hôm nay của mình ấy thì với chủ đề đấy chính là cái thông điệp đến từ thiên đường muốn gửi đến cho các bạn đây là gì. Thì đây là một bộ bài thông điệp đến từ thiên đường, thì mỗi một cái tụ bài đây chúng ta sẽ có hai cái lá bài thông điệp nhé. Chúng ta sẽ có ba sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất ở đây nhé, để xem là những người đến từ thiên đường, những người đến từ thiên đường có thể là những người thân đã ra đi của bạn, đã mất, hoặc cũng có thể là những thiên thần hộ mệnh của bạn, những linh hồn hướng dẫn đó, từ ai đó mà bạn yêu thương gửi đến cho các bạn chẳng hạn. Đó. 1 2 3. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Ok, ôi hai lá bài này rất là đẹp. Hai lá bài này á thì nó có chung một cái điểm, nó như thế này này. Là hai lá bài này đều đề cập đến việc sắp tới sẽ có một cái thay đổi lớn đến với cuộc sống của các bạn. Lá bài đầu tiên nó nói về việc đấy chính là sẽ có cái sự thay đổi nó đến, và khi mà nó đến ấy nó sẽ làm cho giống như là sẽ đem đến cho bạn một cái cuộc sống mới và những cái năng lượng mới ở đây. Và họ nói với bạn rằng là họ sẽ nắm lấy tay bạn để cùng với bạn đi trên cái con đường dẫn đến cái sự thay đổi này. Cái thứ hai thì nó nói về việc là bạn đã sẵn sàng với một cái sự thay đổi, hãy chuẩn bị để khám phá nó. Đó, cho nên là hai lá bài này đều đề cập đến một cái vấn đề rằng là sẽ có sự thay đổi đến với cuộc sống của các bạn, và họ sẽ ở đồng hành cùng với bạn, họ sẽ giúp đỡ bạn, họ sẽ hỗ trợ các bạn, họ sẽ chỉ đường dẫn lối cho các bạn. Và vì thế mà bạn hãy sẵn sàng để đón nhận cái sự thay đổi này, nó đang tới. Sự thay đổi này có khả năng sẽ là sự thay đổi về cái thế giới xung quanh các bạn. Có thể ví dụ như nó sẽ là một cái sự thay đổi mặt kiểu cảnh quan, hay là kiểu giống như là xung quanh đó, ví dụ như môi trường đó, có khả năng là như vậy nha. Và cái thay đổi này lớn hay nhỏ thì sẽ tùy thuộc vào mỗi trường hợp, nhưng mà cũng có thể có những bạn là các bạn sẽ chuyển từ cái nơi này, không ở một cái nơi cũ này nữa, các bạn chuyển đến một nơi mới đó, để làm việc, để sinh sống, để phát triển hay là gì gì đó ở đây đó. Thì họ nói rằng là bạn đã sẵn sàng với cái điều đó rồi, và họ sẽ nắm tay bạn. Bạn thấy hình ảnh nên nắm tay không? Đó. Ok, thì đấy là số 1 ạ. Đến với số 2 nha. Rồi, với số 2 á, đợi mình xíu. Với số 2 thì họ có nhắc nhở bạn cái điều đầu tiên, đấy chính là hãy tin tưởng nhiều hơn vào chính bản thân của các bạn. Hãy tin tưởng vào bản thân của các bạn và cái khả năng của chính bạn. Họ tin tưởng bạn. Cho nên nếu như bây giờ các bạn đang ở trong một cái trạng thái như kiểu dạng hoài nghi, lo lắng hoặc là sợ hãi gì đó, thì hãy lấy lại cái niềm tin đó ở nơi chính bản thân của mình. Hãy tin vào cái khả năng mà bạn có thể làm. Nhìn cái ánh mắt của cái con chim này nó rất là kiên định, quyết tâm. Dường như đây là cái thứ mà họ mong muốn bạn sẽ có được trên cái hành trình mà hiện tại các bạn đang đi. Họ tin vào bạn. Đó. Số 2 á, thì cái thông điệp số 2 này nó đề cập đến việc đấy chính là họ nói rằng là họ đang rất là vui. Vui với mọi thứ đang diễn ra ở đây, với mọi thứ đang diễn ra trong ở hiện tại. Và họ cũng mong muốn rằng là bạn cũng hãy tận hưởng những cái niềm vui từ chính bản thân, từ chính cuộc sống của các bạn đi. Hãy trân trọng những thứ nhỏ nhặt mà nó đang đến với cuộc, mà nó đang có trong cuộc sống của các bạn. Đôi khi bạn có thể trân trọng như kiểu thời tiết này, thời tiết rất là đẹp chẳng hạn. Hoặc là những gì mà bạn đang có đấy, từ những cái thứ nhỏ nhặt đó, hãy biết ơn, hãy tận hưởng, hãy vui vẻ, hãy hạnh phúc với nó nha. Rồi nói chung là hãy tích cực lên, suy nghĩ mọi thứ tích cực lên. Đấy là số 2, đến với số 3. Ok. Cái ở đây chúng ta cũng sẽ có hai cái lá bài. Họ nói với bạn rằng là bạn đừng bao giờ quên rằng là bạn được yêu thương. Và tình yêu ấy thì nó không bao giờ mất đi, không bao giờ chết đi. Nó luôn luôn tồn tại. Đó, thì có thể là cái điều này nó cho thấy rằng là bản thân bạn được rất là nhiều người yêu thương. Có thể là những người xung quanh, bạn bè, người thân, hoặc là từ chính phía của những cái người đến từ thiên đường này, họ cũng rất là yêu thương bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng là các bạn chỉ có một mình không.
sẽ luôn có những cái người yêu thương bạn, đồng hành cùng bạn, chia sẻ cùng với bạn. Đó, và tình yêu này thì nó không bao giờ mất đi, nó sẽ luôn tồn tại ở bên cạnh các bạn. Số 2 á, thì nó nói đề cập đến việc đấy chính là cái trực giác của bạn nó rất là mạnh. Và họ ấy, thì sẽ kiểu dạng như là tiếp cận, rồi trao đến cho bạn, rồi kết nối với các bạn, giúp đỡ bạn thông qua cái trực giác này. Đó, cho nên là thời điểm này hãy lắng nghe trực giác của các bạn nhiều hơn với những cái quyết định của bản thân. Hoặc hiện tại các bạn đang rất là mông lung với một điều gì đó, thì bạn có thể xin sự trợ giúp rằng là tôi muốn được chỉ đường, hoặc là như thế nào đấy. Đó, và mong rằng là sẽ nhận được cái sự hỗ trợ, cái sự chỉ dẫn đến từ phía của họ chẳng hạn. Thì ngay cái giây phút mà bạn xin đấy xong á, mà một cái gì đấy nó nảy ra trong cái giây phút đó của các bạn, khi mà bạn trao đổi được với họ đấy, đấy cũng là một cái cách trao đổi kết nối đó, thì đấy có thể sẽ chính là cái câu trả lời cho các bạn. Bởi vì cái trực giác của bạn ở hiện tại nó rất là mạnh mẽ, và nó sẽ là cái kim chỉ nam cho bạn, nó sẽ là cái bản đồ dẫn đường cho bạn. Hãy lắng nghe nó nhé. Rồi, thì ok, đấy là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye.